tuyệt vời cảm ơn cả nhà của mình rất là nhiều ha Nhưng nhân dịp và đầu năm mới thì diễm cũng xin chúc cho các anh chị mình có thật nhiều sức khỏe Đó, và các anh chị sẽ làm ăn mình sẽ thịnh vượng phát đạt chị nha gia đình là vui vẻ hạnh phúc và các anh chị sẽ đạt được hết chính xác những mục tiêu mà các anh chị đã đặt ra trong năm 2024 này và sẵn đây thì trước khi vào cái buổi chia sẻ thì diễm cũng xin tầm khoảng 5 phút thôi Diệm giới thiệu sơ qua bản thân của mình để có thể làm quen với các anh chị À, cũng như là sẽ hướng dẫn cho các anh chị một cách nó sẽ dễ dàng hơn. thì Diễm tên là Nguyễn Thị Hoàng Diễm năm nay Diễm sinh năm 91 các anh chị mình đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh anh chị nha. À, trước khi Diễm tham gia một môi trường câu lạc bộ thì Diễm mình vừa đi làm hưởng lương cũng như là mình cũng vừa kinh doanh thêm, gọi là kinh doanh online thêm đó. nhưng mà thu nhập vừa đi làm và vừa kinh doanh vì là mình không có kiến thức nên là thành ra là Diễm kinh doanh cũng mỗi tháng chỉ có kinh doanh có tiền thêm thôi, hai đến ba triệu trong việc kinh doanh thôi cộng công việc mình đi làm thuê thì mỗi tháng mình được tầm khoảng từ 6 đến 7 triệu nên là tính ra đó là trước khi tham gia môi trường câu lạc bộ thì thu nhập của diễm nó cũng chỉ dao động là tầm khoảng từ 7 đến 10 triệu một tháng thôi à, với cái mức thu nhập này thì một mình diễm thì mình cũng có thể gọi là tạm sống qua ngày nhưng mà bên cạnh đó thì diễm vẫn còn có gia đình của mình à, và ba, ba mẹ của mình thì diễm thấy rằng là ba mẹ của mình làm việc cũng khá là, là chăm chỉ cần mẫn vất vả mà mỗi ngày trôi qua thì ba mẹ của mình lại ngày càng lớn tuổi hơn à, Cái sức khỏe thì cũng không được tốt nữa Nên thành ra lúc đó mình mới có một cái khao khát Đó là giờ làm sao để mình có thể tự do thời gian Tự do không gian, tự do tài chính Để mình có cái cơ hội mình báo hiếu được cho cha mẹ của mình anh chị Vì cái động lực này nên là Diễm đã bắt đầu đi tìm kiếm Cái con đường giúp cho mình thay đổi cuộc sống Thì một ngày rất là đẹp trời Đó là cũng là ngày mùng 1 Tết vừa rồi ừ, Trong uh, Diễm biết tới cái lạc bộ vào năm 2018 thì vào ngày 1 Tết năm 2018 Diễm cũng được một, được một người bạn của mình nhắn tin nói rằng là có một cái anh này rất là thành công. Anh ấy đang chia sẻ lại cái con đường để giúp cho mình có thể tự do tài chính. Đó, Diễm vô học thử xem. Và khi mà Diễm nhận được tin nhắn này thì bắt đầu là Diễm mới vào học. Có anh chị nào ở đây mà các anh chị cũng nhận được tin nhắn từ một người bạn của mình đúng không ạ? Từ một trưởng nhóm của mình đúng không ạ? Anh chị nào nhận được tin nhắn này comment tôi ạ. À. Như Diễm hồi xưa cũng vậy đó các anh chị thế bắt đầu là diễm tham gia vào học tập ha, và mình cảm nhận được rằng là uh, những cái kiến thức ở môi trường câu lạc bộ rất là hay rất là tuyệt vời mà trước giờ mình chưa bao giờ biết được Đó là diễm đã đưa ra quyết định đó là mình sẽ đồng hành cùng với câu lạc bộ diễm đã tham gia uh, tất cả những cái nhóm rèn luyện đầu tiên là nhóm rèn luyện thân tâm trí nhóm rèn luyện doanh nhân anh chị nha và sau khoảng thời gian là diễm đồng hành tầm khoảng 3 năm thôi thì uh, diễm đã có cuộc sống tự do thời gian tự do không gian tự do tài chính rồi và cho đến ngày hôm nay thì Diễm cũng đang là một doanh nhân các anh chị một nhà đầu tư một hướng luyện viên cuộc sống Diễm cùng với lại những người cộng sự của mình là trong hơn 5 năm qua cũng đã giúp hơn cho 20.000 anh chị đó không những là mình giúp được cho bản thân của mình gia đình của mình mà còn giúp được cho cộng đồng hơn 20.000 người có thể là đạt được những mục tiêu mà các anh chị đặt ra sống được cái cuộc đời tốt đẹp nhất các anh chị và Diễm xin nhờ ban tổ chức mở một số cái hình ảnh nha để các anh chị có thể nhìn qua để truyền cảm hứng cho cả nhà của mình vì Diễm nghĩ rằng là nếu mà Diễm mà làm được Thì tất cả các anh chị mình cũng sẽ làm được Tối ngày hôm nay Diễm sẽ chia sẻ lại cho các anh chị Khi mà Diễm học tập môi trường câu lạc bộ Thì mình đã ứng dụng như thế nào Đây là cuộc sống trước đây của mình nha anh chị Hồi xưa là nhà của Diễm là ở khu vực quận 6 Khu vực quận 6 thì các anh chị biết là nhà cũng không trên được nhà đất đâu Mà nhà trên sông ấy đây, anh chị ha và hồi xưa là mình làm văn phòng các chị thấy không ạ vẫn đi làm thuê bình thường thôi rồi, một cô gái đầy mơ ước mà nhà Ban tổ chức có thể chuyển qua luôn cái cái phần mà mình đạt mục tiêu đúng không? ạ? Đây là những cái mục tiêu, và đây là những cái thành công nha chị nha. Thành công đầu tiên của mình đó là thành công về cái sức khỏe. À, các anh chị nhìn hình bên phải đó, là các anh chị thấy đây, cái cơ thể đó, cơ thể mà ngồi không, không có vận động đó là nó vậy thôi. Nhưng mà sau khi mà tham gia môi trường câu lạc bộ thì mình học được cái cách ăn đúng, uống đủ, vận động hợp lý giúp cho mình có được một sức khỏe tốt nên là ngày hôm nay thì Diễm cũng có được cái 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 cơ thể cũng như cái sức khỏe mình mong muốn. À, cái mục tiêu, cái ước mơ của Diễm đã trở thành sự thật các anh chị. Đó là ngày hôm nay thì uh, là Diễm đã có thể uh, cho ba mẹ của mình đi du lịch vòng quanh thế giới cùng với mình. Các anh chị nha, đi du lịch uh, ba ba mẹ của Diễm cũng được đi được ba nước rồi, là ba nước trên thế giới rồi. Rồi và tiếp theo đó là Diễm cũng báo hiếu được cho cha mẹ của mình một căn biệt thự. <laughs> À, một căn biệt thự và diễm cũng đã báo hiếu được cho cha mẹ của mình đó là một cái một cái chiếc ô tô à, để ba mẹ của mình có thể là à, đi du lịch đi chơi vòng quanh đây đó và hàng tháng thì diễm cũng có thể là phụng dưỡng cho cha mẹ của mình là một cái khoản tiền đó để cha mẹ của mình không phải lo nghĩ gì về tiền bạc nữa à, phía dưới ạ. À. Này các chị ha, đó là bắt đầu là Diễm cũng đã uh, chia sẻ và giúp đỡ cho rất là nhiều anh chị để mình có được cái cuộc sống thành công và có khỏe mạnh hạnh phúc. Uh, sau đó đó là Diễm có những cái chuyến uh, du lịch vòng uh, quanh thế giới. Mỗi tháng thì uh, Diễm đi du lịch tầm khoảng là từ 1 đến 2 nước trên thế giới các anh chị. Du lịch là mình đi chơi đó. Này nghe chị ha, uh, uh, đó là Diễm đi uh, uh, châu Á, châu Âu, châu Mỹ, nói chung là đi cũng gần hết thế giới rồi. Hàn Quốc rồi Nhật Bản, rồi Thái Lan, rồi sinh rồi pháp bồ đào nha rồi tây ban nha dubai thụy sĩ ý nói chung là mỹ nữa mỹ canada mỹ thì diễm đã dành ra tới hai tháng để du lịch ở mỹ cái gì hai tháng du lịch tại mỹ ha nên là diễm cũng đi gần rồi rất rất là nhiều bang ở mỹ rồi không những là diễm mà diễm còn đồng hành với lại các anh chị trưởng nhóm câu lạc bộ và ngày hôm nay thì mình đã có thể tự do À, cuộc sống mình ở đây là Mỹ nè, ở đây là New York đó nha chị nha Diễm đang đứng ở tòa nhà rất là cao để mình ngày nhìn ngắm toàn cảnh ở New York. Ok rồi cảm ơn bài tổ chức rất là nhiều ạ rồi các anh chị và để có được những cái thành công của mình ngày hôm nay thì Diễm rất là biết ơn à, người thầy của câu lạc bộ đó là doanh nhân Trịnh Quốc Huy các anh chị nha nhờ có người thầy này đã gọi là cho Diễm cái môi trường để mình được học tập hướng dẫn cho mình từng bước từng bước Ha, à, rất là kiên trì kiên nhẫn nên là mới có được cái thành công của Diễm ngày hôm nay. Và Diễm cũng rất là biết ơn tất cả các anh chị đã đồng hành cùng với Diễm. Và tất cả các anh chị khách hàng đã yêu thương tin tưởng. À, cảm ơn gia đình của mình, cảm ơn cha mẹ của mình đã luôn ủng hộ cho mình. Đó, và Diễm cảm ơn tất cả những quý nhân đã xuất hiện trong cuộc đời của mình là giúp cho mình có được những thành công này. Chứ cái thành công này không phải là của một mình mình đâu các anh chị, một mình mình không thể nào mà mình một con én không làm nên mùa xuân. Nên thành công này đó là cái thành công chung các anh chị ha của rất là nhiều người mới có được những cái là thành công khởi đầu thôi. Được ạ. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì Diễm xin chia sẻ lại cho các anh chị một số những cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm mà Diễm đã ứng dụng thật nha các anh chị ha. Và mình đã có thể thay đổi cuộc đời của mình thật luôn. Về tài chính, về sức khỏe, về mối quan hệ và có cả ba thứ này cùng một lúc chứ không phải là mình hy sinh cái nào hết trơn không phải là mình hy sinh gia đình để mình tập trung sự nghiệp trước đúng mà. hay là mình tập trung sự nghiệp rồi mình uh, uh, mối quan hệ này kia tính sao mà là nhờ ứng dụng công thức câu lạc bộ mà diễm đã có được cả thành công về tài chính về sức khỏe và mối quan hệ luôn nên nếu mà anh chị nào ở đây hiện tại các anh chị đang đi tìm kiếm con đường giống diễm hồi xưa mình đang đi tìm kiếm cho mình một cái con đường để giúp cho mình thay đổi cuộc sống thì diễm xin chúc mừng tất cả các anh chị vì mình đã đến đúng nơi đúng nơi rồi bây giờ là việc của các anh chị đó là các anh chị cứ kiên trì kiên nhẫn đúng không? mình học tập rồi mình rèn luyện rồi mình ứng dụng dần dần không có cái gì mà một hai ngày mình trở thành chuyên gia hết trơn à, để có diễm ngày hôm nay thì đã thông qua mà điểm đã rèn luyện nhiều năm nhiều tháng rồi đó mới có được cái kết quả của mình như ngày hôm nay nên là kết quả của diễm nó cũng không phải là điển hình đâu các anh chị mỗi anh chị cá nhân khác nhau khi mà các anh chị ứng dụng các anh chị nỗ lực nữa, thì sẽ có những kết quả khác nhau nha các anh chị nha à, vậy thì trong buổi tối ngày hôm nay là diễm sẽ chia sẻ cho các anh chị một cái chủ đề đó chúng ta sẽ thu hút tiền bạc bằng lòng biết ơn hai cái anh chị cái công thức này thì diễm cũng đã được học ở trong cái môi trường câu lạc bộ chúng tôi hóa vàng và à, diễm cũng đã đây cái cuốn sách này các anh chị đây cuốn sách có tên gọi là cuốn sách phép màu nếu mà anh chị nào mà mình chưa đọc qua thì diễm khuyên là mỗi anh chị chúng ta nên có cái cuốn sách này gối đầu giường nha gọi là gối đầu giường đó nha các anh chị nha vì sao ạ à, vì cái, trong buổi tối ngày hôm nay diễm sẽ chia sẻ cho các anh chị à, những cái nội dung trong cuốn sách này mà diễm đã ứng dụng đây là cuốn sách sẽ hướng dẫn cho các anh chị về lý thuyết nhưng mà nhưng một buổi tối ngày hôm nay là diễm sẽ chia sẻ cho các anh chị những cái cách mà diễm đã ứng dụng thật để giúp cho mình có thể là thay đổi được cái cuộc sống của mình Trong những cái nội dung mà tác giả đã chia sẻ trong cuốn sách này các anh chị ha, Đó là ứng dụng lòng biết ơn để mà mình thu hút tiền bạc Thì cả nhà của mình hãy cho Diễm hỏi thăm rằng là Có bao nhiêu trong số các anh chị ở đây Các anh chị đang mong muốn rằng là um, Mình có được cuộc sống tự do về tài chính ạ Các anh chị comment tôi với Diễm ạ Nghĩa là mình mong muốn là thu hút nhiều tiền đúng không ạ? Đến với cuộc đời của mình. Cũng giống như là mình mong muốn là thu hút nhiều tài sản hơn. À, trong năm 2024 này. Vậy thì các anh chị chỉ cần là ứng dụng theo 6 bước trình tự sau đây. Mà anh chị nào cũng có thể ứng dụng được. Các anh chị nha. Bước thứ nhất. Bước thứ nhất các anh chị. Đó là mình cần phải chữa lành cái mối quan hệ của mình với tiền bạc chữa lành mối quan hệ của mình với lại tiền bạc vì các anh chị biết là xung quanh chúng ta các chị khi mà xưa mình đi học thì mình được dạy là tất cả mọi thứ xung quanh chúng ta đều là năng lượng hết anh chị nha và tiền bạc nó cũng là năng lượng tiền bạc cũng là năng lượng anh chị ở trong đối với người do thái chị ha thì họ xem tiền bạc giống như là những cái người quý nhân tiền bạc giống như là những cái thần linh mà họ rất là yêu thương đủ mà quý mến và họ rất là trân trọng và biết ơn tiền bạc à, họ bảo rằng là nhờ có tiền bạc nên là có thể là mới giúp đỡ cho họ có được cái cuộc sống tuyệt vời như ngày hôm nay à, đó là diễn đọc những cái cuốn sách của tư duy người do thái họ rất là trân trọng về đồng tiền anh chị vậy thì vì Dũng nói cái chị là bây giờ mình muốn tiền bạc ở bên cạnh của mình nhưng mà mình lại không có mối quan hệ tốt với tiền mình cứ, cái chị cứ tưởng tượng giống như là tiền là một cái người bạn của mình đi người bạn của mình ha nếu như mà cái anh chị có một cái người bạn mà cái người bạn này của mình họ không có trân quý mình cái miệng họ nói rằng là họ rất là yêu mình anh chị nhưng mà cái hành động của họ thì mình lại thấy rằng là họ chả yêu mình tí nào chẳng hạn như mỗi khi mà họ gặp mình á, là họ hay họ hay không có vui họ hay không có thoải mái không có hạnh phúc họ hay so sánh họ hay nói này nói kia không có tích cực với mình thì diễm hỏi các anh chị rằng là nếu như mà các chị có một cái người bạn như vậy mỗi lần họ gặp mình họ không vui à thì các anh chị có muốn ở bên cạnh người bạn này không ạ à? hoặc là các anh chị đã đối xử với họ rất là tốt nhưng mà đối với họ là Cho dù các anh chị làm cái gì Nó vẫn không bao giờ là đủ hết Không bao giờ là đủ hết Họ luôn đòi hỏi một cái gì đó Nó tuyệt vời hơn Và họ không bao giờ ghi nhận Những cái điều mà tốt đẹp Các anh chị làm cho họ Thì các anh chị có muốn Ở bên cạnh người bạn này không ạ à? Tất nhiên là Không là nói thật Mà phải đó là trả lời thật đó các anh chị Vậy thì Diễm nói cái chị Rằng là tiền bạc á Nó cũng giống như là Những cái người bạn thân của mình cũng giống như cái trong cái câu chuyện vừa rồi tiền bạc nó cũng giống như vậy thôi các okay, chị ha nếu như mà mình mong muốn là mình xây dựng mối quan hệ tốt với tiền bạc mình mong muốn tiền bạc đến đến với lại cuộc đời của mình nó có thể ở lại và nó gia tăng lên à, thì mình cần phải kiểm tra lại xem đó là mình đã thật sự yêu thương quý mến và mình trân trọng tiền bạc chưa hay là mỗi khi mà tiền bạc làm cái điều gì đó cho mình á mình không bao giờ mình ghi nhận mình cũng không bao giờ biết ơn mà mình cứ nghĩ về những điều mình không có rồi khi mình không vui mình không thoải mái mình không có hạnh phúc à, mỗi khi mà mình nhìn thấy tiền bạc cái mình nghĩ về cái cuộc sống của mình sao mà trời ơi mình không có đủ tiền để làm cái này không có đủ tiền để làm cái kia các thứ cái mình không vui không thoải mái không hạnh phúc anh chị tiền đó tiền đó nên nó chỉ biết rằng cứ mỗi lần cái chị thấy nó là cái chị không vui chẳng hạn lúc mà ăn uống này kia vui lắm nhưng mà lúc mà móc tiền ra trả thì tự nhiên không vui rồi, xài điện nước cái này kia thì tuyệt vời lắm nhưng mà mỗi khi mà hóa đơn tiền điện về là không vui đó theo kiểu vậy cứ mỗi lần mà mình cứ móc tiền của mình ra mà thấy tiền cái là mình không vui à, và dần dần các anh chị mặc dù á là anh chị nào ở đây mình họ nếu mà chỉ hỏi rằng cái chị có yêu tiền không bảo đảm với các anh chị một phần trăm trả lời là yêu tiền đấy nhưng mà quan trọng là cái lối sống của mình thông qua cái hành động của mình mình có thật sự là mình yêu tiền bạc hay không khi mà các anh chị thật sự là yêu thương quý mến và trân trọng tiền bạc thông qua lối sống của mình thì các anh chị mới mới có thể là thu hút được nhiều tiền hơn đến với mình và tiền đến với mình rồi nó mới nó, nó nó mới có thể ở lại với mình nghe chị. Được mà và nó có thể là sinh sôi nảy nở ra. Nên là cái bước thứ nhất này ha, các anh chị kiểm tra lại xem nếu như mà từ trước từ trước giờ cho đến hiện nay mình chưa bao giờ thực sự là biết ơn tiền bạc của mình. Có thể là trong quá khứ các anh chị đã từng nhận được cái sự giúp đỡ của rất là nhiều người, của rất là nhiều người trong quá khứ giúp đỡ cho mình về tiền bạc các thứ nhưng mà mình đã từng là mình không có biết ơn các anh chị nha thì cái bước thứ nhất này đó là cái bước mà chúng ta cần phải chữa lành cái mối quan hệ của mình với tiền bạc à, vậy thì ở cái bước này các anh chị cần phải làm gì này nhiệm vụ của các anh chị nè ha nhiệm vụ của các anh chị đầu tiên đầu tiên nha đó là các anh chị hãy dành ra tầm khoảng 5 cho đến 10 phút 5 cho đến 10 phút thôi các anh chị có thể ngồi hoặc là các anh chị có thể nằm tùy. Các anh chị thư giãn và thả, và thả lỏng toàn cơ thể của mình. Và sau đó các anh chị hãy nhớ lại từ cái lúc nhỏ cho đến hiện nay trong cái cuộc sống của mình đã từng có quý nhân nào xuất hiện trong cuộc đời của mình và họ đã giúp đỡ cho mình về tiền bạc. Có thể là họ mà, họ mua cho mình một cái áo lúc mà mình đang rất là cần. Có thể là họ có thể là bà có thể là cha mẹ của mình cho mình tiền bạc để mình đi học nhưng mình đã chưa mình đã chưa bao giờ mình nói cái mình biết và mình, mình gọi là biết ơn á hoặc là gì mình cô mình trong hồi nhỏ lúc mà mình đang đi học rất là khó khăn mình không có tiền mình đi học luôn thì đã được một ai đó cho mình ngàn hai ngàn năm ngàn mười ngàn để đi học đó, nói, 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 chị, chúng ta hãy nghĩ về từ quá khứ đến hiện nay và những cái khoảnh khắc mà mình đã nhận được sự giúp đỡ từ một ai đó về tiền bạc ha, Các anh chị hãy nghĩ về những cái điều đó và mình gửi cái lời biết ơn Biết ơn nghe anh chị Đầu tiên đó là các anh chị sẽ biết ơn tới cái người mà đã giúp đỡ cho mình Và cái thứ hai đó là các anh chị biết ơn tiền bạc ha, Mình dành ra từ khoảng từ 5 đến 10 phút để các anh chị làm điều này Ok hàng có bao nhiêu số các anh chị mình rõ cái phần này các anh chị comment tôi giúp điểm ạ. Đó là mình cần phải tại vì các okay, anh chị ở trong quá khứ vì mình đã từng không có lòng biết ơn nên là thành ra cái cảm xúc ở bên trong của mình nó có những cái cảm xúc không có được tích cực. Nên là thành ra vì của mình đầu tiên đó là phải quay về quá khứ để mà mình có thể làm sạch hết, có nghĩa là mình clear hết. Là những cái gì mà nó không có tích cực hay là mình đã từng chưa có biết ơn thì chúng ta sẽ quay lại để mình gửi cái lời biết ơn, gửi cái lòng biết ơn. Các anh chị nha khi mà các anh chị tại vì à, luật hấp dẫn bảo rằng là cái gì có bên trong thì có bên ngoài mọi sự vật sự việc diễn ra hai lần cái chị lần thứ nhất là bên trong đầu của mình và lần thứ hai là ở ngoài thực tế nên nếu mà mình mong muốn đủ đầy về tiền bạc ở phía bên ngoài cuộc sống của mình á, à, thì mình cần phải có được cái sự đủ đầy tiền bạc ở bên trong tâm hồn của mình trước đó đã vậy thì chỉ có lòng biết ơn mới giúp cho các anh chị có được cái sự đủ đầy ở bên trong tâm hồn của mình thôi và khi bên trong tâm hồn của các anh chị có được cái sự đủ đầy thì phía bên ngoài bắt đầu tiền bạc nó sẽ được lưu thông về với cuộc đời của mình đây là một trong những cái quy luật của vũ trụ anh chị nha mà diệm đã cũng được học ở trong cái cuốn sách này và diệm cũng đã ứng dụng à, tạo ra cái kết quả thật cho mình và nhiều năm nay diệm cũng đã chia sẻ cho rất là nhiều anh chị ứng dụng và ai cũng thành công hết nên là vì của các anh chị ngày hôm nay là các anh chị cứ tin tưởng ha ghi chép và các anh chị ứng dụng theo thôi đó là cái bước thứ nhất Ok vào ba số các anh chị mình rõ bước này comment tôi ạ. Vậy thì điều thứ hai các anh chị làm là cái gì? Sau khi mà các anh chị đã nghĩ về quá khứ đúng không ạ, để mình gửi những cái lời biết ơn ha à, tới tiền bạc tới những cái người quý nhân Để giúp đỡ cho mình. Bước thứ hai cái điều thứ hai các anh chị làm ở trong cái bước này. Đó là từ đây về sau trong cuộc sống của mình và nếu như có bất kỳ một ai đó một quý nhân nào đó giúp đỡ cho mình về tiền bạc hoặc là tặng quà cho mình hoặc là giúp đỡ cho mình một cái điều gì đó các anh chị thì mình cần phải ghi nhận và mình biết ơn nha đó. chứ không là sau này lại phải nghĩ về quá khứ lại phải chữa lành nữa sao nên là thành ra là <laughs> mình phải học bài học luôn nha các anh chị nha chúng ta sẽ luôn ghi nhận và biết ơn tất cả những cái điều tốt đẹp mà người khác làm cho mình và các anh chị sẽ luôn ghi nhận và biết ơn Mỗi khi mà tiền bạc đến với cuộc đời của mình Mỗi khi mình nhìn thấy tiền bạc thì mình phải biết ơn Nên là thành ra khi mà các anh chị tham gia nhóm rèn luyện câu lạc bộ Câu lạc bộ sẽ hướng dẫn cho các anh chị là mỗi khi mình thấy tiền bạc thì mình phải những ngày này rồi các anh chị Và mỗi khi mà ví dụ như mình thấy tiền bạc nó xuất hiện trong cuộc đời của mình cái đúng không? Ngay lập tức là mình nói giờ à? cầm tiền lên nay cầm với hai ngón tay mình hung vào đầu hai ngón tay của mình Tôi năm trăm hút tiền và tài sản <laughs> Cảm ơn tiềm thức, cảm ơn vũ trụ và Cảm ơn tiền bạc đã 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 đến với lại cuộc đời của mình ha à, có nghĩa là mình thấy tiền mình phải vui vẻ hạnh phúc lên giờ Diễm hỏi các anh chị nè chẳng hạn như các anh chị gặp một cái người bạn hay người thân mỗi lần họ gặp các anh chị trời ơi họ rất là vui họ rất là hồ hởi họ rất là hạnh phúc thì các anh chị có vui và hạnh phúc không ạ các anh chị có mong muốn là được được ở bên cạnh được ở bên cạnh người bạn này và ở bên cạnh họ lâu hơn không ạ hay là các anh chị gặp một cái người mà nhìn mặt mình cái là bắt đầu là trách rồi móc rồi than rồi phiền rồi này kia thì các anh chị muốn gặp ai hỏi thiệt luôn á tiền bạc cũng giống như vậy thôi nên là nếu mà các anh chị muốn thu hút nhiều tiền hơn thì mình phải có một cái thái độ đúng đắn với tiền bạc các anh chị thì mình mới thu hút được nhiều tiền bạc hơn Và tiền về một cái là phải tố lên nắm chống tiền hung hung liền đúng không đâu có hai tay nè, nên mình bảo rằng là đó hung hai tay của tôi, không, tôi không tiền tài sản nè ha các anh chị nha đây là cái thói quen nha Bao nhiêu số các anh chị chúng ta sẽ bắt đầu rèn luyện thói quen này mỗi ngày thì comment tôi ạ à. Mỗi lần mà nhận được tiền bạc hay là nhận được cái sự giúp đỡ từ một ai đó à, Đầu tiên là mình biết ơn người tặng Ví dụ như có ai đó bao cho mình ly cà phê Đó không, không phải tự dưng cái người ta bao cho mình ly cà phê Xong mình nói ưu cảm ơn tiền thức cảm ơn tiền Vậy thì nó kỳ lắm các anh chị cái xong cái người ta nghĩ nè, ô lạ trời, nấu ly cà phê nó cảm ơn tiền lần sao ta không đó là mình phải đầu tiên là phải cảm ơn cái người tặng cái chị nha à, cảm ơn cái người mà họ đã học họ đã làm việc rất là chăm chỉ cần mẫn đúng không ạ à, họ có được những cái đồng tiền đó và họ bao cho mình một cái ly nước một cái bữa ăn hay là một cái món quà hay là một cái gì đó thì à, đầu tiên chúng ta phải biết ơn là biết ơn cái người họ đã mang đến những điều tốt đẹp cho mình cái điều thứ hai đó là các anh chị biết ơn tiền bạc nhờ có tiền bạc đúng không ạ nên là cái cuộc sống của mình mới có được như ngày hôm nay, hai anh chị ha, đó là bước thứ nhất. Bước thứ hai, bước hai nha. Sau khi mà các anh chị là chữa lành cái mối quan hệ với tiền xong, thì cái việc của các anh chị bước hai đó là chúng ta sẽ rèn luyện để bản thân của mình trở thành một thỏi 500 thu hút tiền bạc. Bao nhiêu trong số các anh chị đây mong muốn trở thành một thỏi năm thu hút tiền bạc thì comment tôi ạ. Các anh chị có mong muốn ha, trở thành một thỏi 500 thu hút tiền bạc không ạ? Tiền đến với các anh chị mỗi lần mình thì mình nhìn thấy tiền cái là mình sẽ thu hút được nhiều tiền hơn nữa. Kể cả là các anh chị tiền về với mình hay là tiền mình chi ra. Tiền mình chi ra mình cũng mong mình cũng thu hút được nhiều tiền hơn luôn. Bao nhiêu số các anh chị mong muốn biết được biết kiếp là mỗi khi mà các anh chị chi tiền thì tiền nó lại quay trở lại với mình gấp đôi, gấp ba, gấp năm, gấp 10, gấp 100 lần comment tôi. Nếu mà các anh chị mong muốn điều này thì đây là thói quen mà các anh chị cần phải rèn luyện mỗi ngày đây. Thói quen các anh chị. Đó là mỗi khi mà các anh chị nhận được tiền bạc hay là các anh chị chi tiền ra, trả hóa đơn điện nước, trả một cái hóa đơn nào đó trong cuộc sống của mình. Ha. Thì các anh chị hãy nghĩ về những cái dịch vụ mà các anh chị được nhận và mình gửi cái lời biết ơn. Vì ví dụ nha, khi mà các anh chị trả tiền điện, thì thông thường mình trả tiền điện là mình hay nhai lắm. Điện gì mà mắc dữ vậy? Trời ơi, tháng này làm gì mà tiền điện cao vậy? Xài cái gì á? Nó mỗi lần cứ móc tiền ra trả đâu đầu nhai. Và <laughs> các anh chị biết rằng mà mỗi lần mà mình nhai như vậy á, là mình đang cho đi những cái cảm xúc không có tích cực. Tại vì xài thì cũng đã xài rồi các anh chị. Đúng không ạ? chứ không phải là bây giờ tới lúc trả tiền bắt đầu là nhai nghe chị nha nên nếu mà anh chị nào mà cái tính của mình hay nhai á thì các anh chị biết rằng là khi mà các anh chị nhai như vậy thì cảm xúc của mình sẽ không có tích cực và bà tiền bạc có mỗi lần mà tiền bạc nó hiểu rằng là bà này không thích tôi sao cứ mỗi lần thấy tôi là nhai thành ra là khi mà các anh chị chi tiền ra tiền đó nó đi luôn và không những như vậy á cái cảm xúc của mình không tích cực cho ra ngoài vũ trụ thì các anh chị lại thu hút thêm nhiều những cái sự kiện khiến cho mình chi tiền ra nhà các anh chị nha nên đừng nếu mà anh chị nào đang có thói quen này á thì bây giờ mình sẽ thay đổi thói quen lại nè Cái gì sẽ thay đổi làm sao Khi mà mình Lúc mà mình trả tiền điện á ha Thì các anh chị hãy nghĩ về Những cái lợi ích mà các anh chị được nhận Từ cái công ty điện đó Đúng không ạ Từ cái dịch vụ điện Chẳng hạn như nhờ có điện Mà gia đình của mình mới có được ánh sáng Mới lên được wifi Mới chúng ta mới gặp nhau Con cái của các anh chị gia đình của mình Mới có được cái cuộc sống tuyệt vời như thế này chứ Đúng không? mình mình phải sòng phẳng đấy, chị xài rồi phải trả tiền chứ đúng không? chứ xài rồi mà nhai vậy tính không có tốt đâu <laughs> tính không tốt hay gì nha thành ra là chúng ta hãy nghĩ về ha những cái dịch vụ những cái lợi ích tốt đẹp mà mình đã được nhận từ cái dịch vụ đó để mà các anh chị gửi cái lòng biết ơn biết kiếp nằm chỗ này nè khi mà cái lòng biết ơn của các anh chị cái lúc mà các anh chị trả tiền đó mà càng lớn bao nhiêu thì cái số tiền mà các anh chị chia ra Nó sẽ quay trở lại các anh chị nhiều bấy nhiêu Mà nó gấp bao nhiêu lần Nó sẽ còn tùy thuộc vào cái mức độ cảm xúc của các anh chị Ở ngay cái khúc mà các anh chị nhìn thấy tiền bạc đó Bí kiếp nằm ở chỗ này nghe anh chị Chẳng hạn như các anh chị Mình đưa tiền cho con mình đóng tiền học nhiều nói các anh chị rằng là nếu như mà các anh chị nhai á mà không mà không phải đóng tiền học thì ok chiến lược đó hợp lý nhưng mà mỗi khi mà các anh chị nhai xong thì có phải vẫn phải đưa tiền đóng tiền học không ạ à? <laughs> à, và mình đã biết cái luật hấp dẫn rồi một luật hấp dẫn nó quan trọng nhất là ở cái phần cảm xúc thôi cảm xúc của mình như thế nào cuộc đời của mình y chang như vậy hai các anh chị ha nên là thành ra là mỗi lần mà mình chẳng hạn mình mình, mình chi tiền ra cho con của mình đóng tiền học các anh chị nhớ mỗi lần chi tiền phải dùng cái bí kíp lòng biết ơn để cái số tiền các anh chị chia ra nó sẽ quay trở lại với mình gấp nhiều lần hơn nữa Vậy thì các anh chị sẽ nghĩ về à biết ơn thầy cô, à, biết ơn trường học nữa mà đã giúp cho con cái của mình có thể là được đi học, mà được nên người sau này nó thành công, giàu có các thứ. À, và khi mà cái lòng biết ơn của các anh chị càng lớn bao nhiêu, khi mà mình lúc mà mình chia tiền, mình nghĩ về những điều đó càng lớn bao nhiêu thì số tiền các anh chị chia ra nó sẽ quay trở lại các anh chị gấp đôi. Nếu mà các anh chị cảm xúc của các anh chị lớn gấp 3 nó sẽ quay lại gấp 3. Các chị nha và đây là cái bí kíp đúng Diễm đã ứng dụng thành công không những như vậy nó chia sẻ cho rất là nhiều anh chị trong hơn 5 năm qua và ai cũng ứng dụng thành công hết bây giờ đến lượt các anh chị mỗi lần mình nhận tiền đúng không ạ à? thì mình đã rất là vui và hạnh phúc rồi còn, có một số các anh chị nhận tiền mà còn đơ đơ nữa cơ bảo rằng là sao ạ à? thì hey, tiền không có nhiều gì hết đúng không? <laughs> ngộ ghê cái gì thôi cái chị biết không hồi xưa trước khi mà diễm tham gia môi trường câu lạc bộ nha diễm nhìn thấy tiền diễm sợ lắm diễm đi ra đường á mà nhìn thấy tiền cái nó mình không dám nhặt luôn Mình bảo rằng nhặt là xui Nên là nhặt sợ xui lắm cái Nhìn thấy tiền nó như nó Muốn né luôn Rồi khi mà mình nhặt xong thì sao ạ à? Mình nhặt xong mình cũng mình cũng mang mình cho Mình đi từ thiện hay mình cho ai đó thôi Chứ mình cũng không dám, không dám nhặt Thì cái chị nghĩ đi rồi làm sao mà Mình thấy tiền mình sợ vậy làm sao Mình có cuộc sống tự do và tài chính được Nên là thành ra lúc đó Diễm có bao nhiêu tiền cũng hết trơn mình đi làm tiết kiệm được nhiêu tiền thì cũng có chuyện này chuyện kia xảy ra cuối cùng là tiền nó cũng không có bên cạnh mình được khi mà những tham gia môi trường câu lạc bộ thì mới biết rằng trời hơn mình đã có rất nhiều những cái thói quen nha anh chị mà khiến cho tiền thấy mình chạy nó không có lại bên cạnh mình và khi mà dịp thay đổi những thói quen này thì nói các anh chị bắt đầu tiền về với mình như hơi thở luôn không bao giờ mình phải lo nghĩ về tiền bạc nữa nha các anh chị nha nên là thành ra là khi mà các anh chị thấy tiền bạc thì các anh chị phải biết rằng là một phút lành mà, mà vũ trụ mang tới mình đừng có chơi ít mình cũng đừng có nói là ít quá hay là nhiều hay là ít gì hết vì của mình khi mà các anh chị thấy tiền thì mình biết rằng là đây là một phút lành hãy khi mà thấy tiền một cái đừng có nó nghĩ ít hay là nghĩ nhiều mà các anh chị hãy nghĩ về nhờ có tiền bạc thì cuộc sống của mình gia đình của mình tuyệt vời như thế nào và hãy cho đi lòng biết ơn à, nên khi mà các anh chị nhận được tiền bạc và khi mà các anh chị gửi lòng biết ơn càng nhiều thì các anh chị đã thu hút nhiều tiền bạc hơn đến với cuộc đời của mình nên là tại sao có một chịu anh chị hay nói với Diễm là ô ngày hôm nay chị đặt một mục tiêu ngày Mà hả chị chưa đạt được Chị không có vui hạnh phúc gì hết Ừ đó không vui không hạnh phúc đi Cảm xúc không tích cực đi qua ngày hôm sau không có đồng nào về luôn đó Rồi mới có biết ơn những cái ngày mà có tiền về ha nghe anh chị nha Thành ra anh, anh chị nào ở đây mà đang đồng hành cùng câu lạc bộ Là Diễm chia sẻ rất là kỹ với các anh chị luôn đấy Khi mà tiền bạc về Đừng có nghĩ là ít quá Cái này kia rồi không vui Mà hãy nghĩ về Nhờ có tiền cuộc sống mình tuyệt vời như thế nào và các anh chị càng biết ơn tiền bạc nhiều bao nhiêu Thì tiền bạc các anh chị Ôi vậy, Âu ạc với mình như hơi thở bấy nhiêu Kể cả lúc mà mình nhận được tiền Và kể cả lúc mà các anh chị chi tiền ra Thì cũng phải luôn nghĩ về những cái điều tốt đẹp Mà tiền bạc đã mang đến cuộc sống cho mình Mình gửi lòng biết ơn nhà các anh chị nha Và đây sẽ giúp cho các anh chị Đây là một cái bí kíp Ai cũng có thể ứng dụng được Và nó có thể là tạo ra cho các anh chị Rất là nhiều những cái tài sản sau này luôn bây giờ các okay, anh chị mình rõ cái bước thứ hai này rồi các anh chị comment tôi giúp chị mà và cái điều tiếp theo trong bước thứ hai này nghe chị cái chị biết rằng có một công thức của người thành công đó là suy nghĩ tạo ra cảm xúc cảm xúc dẫn tới hành động hành động tạo ra kết quả ha à, nên là cái kết quả cái kết quả của sự tự do về tài chính cái gốc rễ nó đến từ suy nghĩ anh chị vậy thì bây giờ để mà các anh chị mong muốn là mình thu hút tiền bạc không phải là chỉ là thu hút một cái khoản tiền nhỏ nhỏ vừa vừa thôi mà thu hút làm sao mà giúp cho mình tự do tài chính giúp cho các anh chị có thể là gia tăng tài sản của mình mỗi ngày trôi qua mình lại càng thành công hơn nên nếu mà anh có bao nhiêu trong số các anh chị ở đây mong muốn rằng đó là mỗi ngày trôi qua thì các anh chị lại càng thành công hơn về tài chính đúng không ạ tài sản mà lại càng gia tăng mục tiêu đầu tiên là một triệu đô sau đó là 2 triệu 3 triệu 4 triệu 5 triệu 10 triệu và không giới hạn cái chị comment tôi ạ À, nếu mà anh chị nào mà muốn có một cuộc sống thịnh vượng về tài chính đó, thì các anh chị cần ở cái bước thứ hai này cần phải làm thêm một điều nữa nghe chị nha đó là mình cần phải thay đổi cái suy nghĩ thay đổi cái tư duy thay đổi cái niềm tin của mình về tiền bạc nếu mà các anh chị mong muốn có cái kết quả của một triệu phú đúng không ạ thì các anh chị cần phải biết được là những cái người triệu phú họ có những cái suy nghĩ gì họ có những cái niềm tin gì họ có những cái cảm xúc gì họ đã làm cái gì để giúp cho họ có thể có được một triệu đô la đầu tiên có nghĩa là mình phải bắt đầu học những cái suy nghĩ những cái tư duy về tiền bạc Nghe chị của một triệu phú của, của người giàu có đó. ví dụ như mình muốn trở thành triệu phú ít nhất gì mình cũng phải biết được là người giàu những cái người đó họ có những suy nghĩ gì đúng không ạ có những cái niềm tin gì đúng không ạ và mình phải cài đặt những cái suy nghĩ những cái niềm tin của người giàu trở thành của mình vậy thì có một cuốn sách, có một cuốn sách mà tác giả ông ấy đã đi nghiên cứu rất là nhiều những cái người giàu có trên thế giới, và ông ấy đã viết ra một cuốn sách này, các anh chị, ông ấy chia sẻ những cái suy nghĩ, những tư duy, những niềm tin của người giàu có mà các anh chị cần phải đọc, anh chị nào cũng phải đọc hết, không phải là đọc một lần đâu ạ, à. các anh chị phải đọc cho đến khi mà giống như cái gì thuộc lòng của cuốn sách đó luôn đó, giống như Diễm rồi các anh chị, khi mà Diễm đọc cái cuốn sách này lần đầu tiên, gì mới hiểu được lý do tại sao mình không tự mình không có tự do về tài chính. Tại vì mình thấy là mình không có một cái gì ở trong đó luôn Và nhờ là tham gia môi trường câu lạc bộ Mình cứ đọc đi đọc lại Mình ứng dụng Bây giờ là ứng dụng Thì cho đến ngày hôm nay Khi mà Diễm đọc lại cuốn sách đó Thì mình cảm thấy mình rất là hạnh phúc Là bởi vì Những cái tư duy trong cuốn sách đó Nó như nó thấm vào trong máu của mình luôn à, Và tất nhiên Là bây giờ là cái, cái tài sản của Diễm Nó cũng đã là một triệu đô à, Khi mà cái tư duy của mình Đã có hết những cái tư duy trong đó Thì kết quả của các anh chị sẽ hiển lộ cuốn sách có tên là bí mật tư duy triệu phú và anh chị nào mà các anh chị tham gia trong buổi zoom tối ngày hôm nay thì các anh chị sẽ được à, diễm đúng không ạ gửi tặng cho các anh chị hai diễm sẽ gửi trưởng nhóm của các anh chị và trưởng nhóm các anh chị sẽ gửi cho các anh chị bốn cái cuốn ebook bốn cái cuốn ebook này nó đã giúp thay đổi hoàn toàn cuộc sống của diễm cũng như là rất là nhiều anh chị em câu lạc bộ cuốn ebook đầu tiên tặng cho các anh chị đó là cuốn bí mật tư duy triệu phú cuốn ebook thứ hai à, dành tặng cho các anh chị đó là cái cuốn sức mạnh tiềm thức và cuốn ebook thứ ba dạy cho các anh chị về cách quản lý tiền bạc đó là cái cuốn người giờ có nhất thành babylon và cuốn thứ tư đó là giúp cho các anh chị công thức biến ước mơ thành sự thật <laughs> nên các anh chị nha nên là anh chị nào chúng ta tham gia trong cái buổi zoom tối này là các anh chị à, đã đủ cái quyền lợi để được nhận bốn bốn cái cuốn ebook này rồi việc của các anh chị là chút xíu nữa các anh chị sẽ nhắn tin cho trưởng nhóm của mình Được không ạ nhắn tin lên trưởng nhóm của mình các anh chị nói rằng là tối ngày hôm nay các anh chị đã tham gia cái dùm tối ha và cho các anh chị nhận cái quà tặng đó là bốn cuốn ebook được không ạ bao nhiêu số các anh chị rõ được cái quyền lợi của mình comment tôi ạ các anh chị phải nhắn tin ở trưởng nhóm của mình nha chứ trưởng nhóm của các anh chị đâu có biết được là anh chị nào đã đã, tham gia dùm anh chị nào không đâu nên là thành ra là quà tặng này chỉ gửi riêng cho từng anh chị thôi chút xíu nữa các anh chị nhắn tin trưởng nhóm của mình để nhận quà ok rồi cảm ơn các anh chị rất là nhiều ha và tiếp theo các anh chị các anh chị đọc thêm sách nha bí mật từ triệu phú ha để mà mình có thể cài đặt lại cho mình thêm những cái suy nghĩ những suy nghĩ những cái tư duy của người thành công và giàu có và các anh chị hãy uh, tham gia đầy đủ những buổi zoom câu lạc bộ được mà để mà mình có thể là mình thấm đẫm cũng như là mình cài đặt lại cho mình những cái suy nghĩ những cái tư duy Các anh chị qua bước thứ ba bước cực kỳ quan trọng luôn đây đây là cái bước bắt đầu là giúp thôi giúp cho các anh chị bắt đầu là trở thành một khoản năm trăm số tiền bạc nè bước thứ ba đó là các anh chị cần phải có cho mình một cái mục tiêu về tài chính một cách rất là cụ thể và rõ ràng. Mục tiêu tài chính các anh chị, cái số tiền mà các anh chị muốn thu hút nó phải thật sự là cụ thể và rõ ràng. Đúng theo cái công thức SMART goal. Công thức đặt mục tiêu thông minh á. Nha các anh chị nha. Tại vì nếu như á, các anh chị bảo rằng là tôi muốn có nhiều tiền hơn. Thì nhiều tiền hơn là bao nhiêu tiền? Vũ trụ đâu đâu biết là các anh chị muốn nhiều tiền đâu thu hút. Nhiều tiền hơn thì uh, th cho các anh chị thu hút 10 uh, 10 tờ uh, 100 lên uh, 10 tờ uh, 10 ngàn nhé. Là cũng nhiều rồi. Mình bảo rằng thôi tôi muốn nhiều hơn, tại vì hai tờ đã xuống nhiều rồi các anh chị. Cho các anh chị luôn 20 tờ 10 nghìn nhé. cũng không chịu. Vậy thì mình cần phải có một con số cụ thể rõ ràng, cái số mà các anh chị muốn thu hút là bao nhiêu? và sau khi mà các anh chị đã có được cái mục tiêu về tài chính của mình cụ thể rõ ràng rồi á thì các anh chị cần phải cài đặt cái mục tiêu đó các anh chị vào ở bên trong cái tiềm thức của mình. Diễm nói các anh chị Diễm chia sẻ cái chị một bí mật như này mà bí mật này không phải ai cũng biết đâu các anh chị. Là bí mật này thì Diễm được học từ người thầy của mình là doanh nhân Trịnh Huy. Đúng không? Và doanh nhân Trịnh Huy thì phải bay qua tới Mỹ học từ những cái người giỏi nhất ở Mỹ cái biết rằng là cái bộ não của mình đó bộ não của mình nó rất là hay nha các anh chị nha các anh chị phải, phải khai phá được và sử dụng được hết bộ não của mình nó hay lắm trong cái vũ trụ nó cũng nó cũng có một quy luật được gọi là quy luật tập trung Có nghĩa là cái gì mà các anh chị tập trung thì cái đó nó mở rộng cái gì mà các anh chị tập trung thì các anh chị sẽ thu hút được cái đó đến với lại cuộc đời của mình khi mà các anh chị tập trung vào một cái điều gì đó thì bộ não của các anh chị nó sẽ bắt đầu nó đi tìm kiếm các chị nó đi tìm kiếm nó phát hiện ra những cái nguồn lực nó giống như là một cái tia một cái tia radar nó dò nó cái gì nó dò để nó phát hiện ra những cái nguồn lực nào sẽ giúp cho các anh chị có thể đạt được mục tiêu sau khi nó phát hiện ra những nguồn lực thì việc của các anh chị là phải nắm bắt được những cái nguồn lực đó mình phải hành động à, thì các anh chị mới đạt được cái mục tiêu mà các anh chị mong muốn và cái bộ não của các anh chị nó chỉ nếu nó chỉ tập trung đi tìm kiếm nó chỉ là đi dò cho các anh chị những cái nguồn lực chỉ khi mà các anh chị phải tập trung thật sự vào mục tiêu tài chính của mình thôi ví dụ ví dụ này cũng hay ví dụ chẳng hạn như buổi sáng cái chị chạy chị xe ra đường được ạ đó mình chị xe ra đường ha cái chị đặt ra mục tiêu là cái mình rất là thích chiếc xe Mercedes đi cái mình đặt ra mục tiêu là bây giờ từ đây cho đến cái chỗ công ty của mình mình ra mục tiêu mình sẽ đếm đếm là mình sẽ gặp được bao nhiêu chiếc xe Mercedes chạy trên đường có bao nhiêu trong số các anh chị khi mà các anh chị tới chỗ mà tới công ty của mình tới chỗ mà các anh chị làm thì mình tự tin rằng mình đếm được là mình đã gặp được bao nhiêu chiếc xe các anh chị comment tôi ạ à. đếm được không ạ à? bao nhiêu chiếc mercedes á đó? Đó, mình, mình chạy xe ngoài đường mình gặp thì mình đếm thôi mình gặp à hôm nay sáng nay mình gặp một chiếc hai chiếc ba chiếc bốn chiếc năm chiếc mình đếm được chứ đúng không ạ à? mình gặp cái chiếc xe mà đặt mục tiêu mà mình gặp được chiếc nào mình đếm chiếc đó đếm được đếm mercedes nhưng mà khi mà các anh chị tới diễm hỏi các anh chị nè từ từ sáng tới giờ là các anh chị đã đếm được bao nhiêu chiếc âu rồi thì mình có biết không cái chị có biết không mà chạy 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 ngoài đường mình có gặp chiếc âu nào không có nhưng mà bởi vì mình không có tập trung vào nó nên mình không có nhìn thấy đây là cái hay của não bộ của mình mà các anh chị phải hiểu cái điều này để mình tận dụng nó mình tận dụng nó để mà mình có thể là đạt được mục tiêu của mình. Dạ. Khi mà các anh chị không có tập trung thì các anh chị sẽ không có nhìn thấy. Y chang như vậy á. Nếu mà các anh chị bảo rằng các anh chị muốn thu hút tiền bạc mà các anh chị lại không, không có tập trung vào cái mục tiêu và tài chính của mình thì làm sao mà các anh chị có thể nhìn thấy được những cái nguồn lực chẳng hạn như là những cái chiếc Audi đó là những cái nguồn lực giúp cho các anh chị thu hút tiền bạc đi. Mà giờ tối ngày mình cứ hết tập trung tới chuyện của người này tập trung chuyện người kia mình nhiều chuyện luôn, chuyện hàng xóm không rồi cứ tối ngày mình cứ mơ mơ hồ hồ mình cứ nghĩ về cái này nghĩ vu vơ vu vơ vậy đó rồi chị hỏi cái anh chị là làm sao mà bộ não của mình nó có thể tập trung cái anh chị thu hút nguồn lực được rồi nó phát hiện ra nguồn lực nhiều lúc mà cái nguồn lực trước mặt mình còn không thấy luôn chứ đừng nói hai cái anh chị nha nên là thành ra là ở cái bước này á rất là quan trọng đó là cái việc cái anh chị phải có một cái mục tiêu cụ thể rõ ràng để mà mình để cái sự tập trung của mình vào cái mục tiêu của mình À, thì khi mà các anh chị có được cái sự tập trung vào mục tiêu thì bộ não của các anh chị nó sẽ bắt đầu đi tìm kiếm những cái nguồn lực để giúp cho các anh chị hoàn thành mục tiêu. bây giờ số các anh chị mình rõ phần này các anh chị comment tôi giúp điểm ạ. cực kỳ hay luôn các anh chị. Nên là nhiệm vụ của mình á là mình cần phải đưa là cái mục tiêu tài chính nó vào bên trong cái tiềm thức của mình nó vào bên trong cái bộ não của mình để bắt đầu nó đi tìm kiếm nguồn lực cho mình. Vậy thì bây giờ mình sẽ đưa vào bằng cách nào đây để để cho cái bộ não của mình nó biết rằng là tôi đang tập trung vùng tư tiêu tài chính nha. Nên là phải thu phải để ý để thu hút nguồn lực cho tôi. Là vậy thì việc của các anh chị nè. Đó là chút xíu nữa đó thì trưởng nhóm của các anh chị sẽ gửi cho các anh chị một cái tấm xét nhiệm màu. Nhờ bên tổ chức mở giúp diễm cái tờ mẫu ạ. À. Và cái tấm xét nhiệm màu này các anh chị sẽ điền cái số tiền mà các anh chị muốn thu hút vào. Không. À, sau khi mà các anh chị điền xong thì các anh chị sẽ in cái tấm xét nhiệm màu này ra và các anh chị sẽ dán ở những nơi mà các anh chị hay nhìn thấy nhất để sao ạ mình xoay bên trái cái mình thấy được mục tiêu của mình mình nhìn đằng trước cái mình thấy mục tiêu của mình để mình có được sự tập trung á chứ không á là nó lo mình đi hết chuyện này tới chuyện kia hết chuyện này tới chuyện kia là mình không tập trung mục tiêu của mình được Các anh chị à, mình là cái chị làm sao để các anh chị có thể tương tác được mục tiêu của mình nhiều nhất có thể cái kỹ thuật này được gọi là cái kỹ thuật tự kỷ ám thị ok hai các anh chị ha đó cái phương pháp nên ví dụ nha cái phương pháp tự kiểm ám thị này á sẽ giúp cho các anh chị khi mà mình nhìn thấy mục tiêu của mình lập đi lập lại lập đi lặp lại mỗi ngày thì tiềm thức của các anh chị bộ não các anh chị biết rằng là chủ nhân của tôi đang tập trung vào mục tiêu về tài chính và khi mà các anh chị nhìn đi nhìn lại lặp lại mỗi ngày như vậy á, thì nó sẽ vào ở bên trong cái bộ não của mình nó sẽ vào bên trong tiềm thức của mình và bộ não của các anh chị nó sẽ bắt đầu đi tìm kiếm nguồn lực cho mình rồi chút xíu nữa trưởng nhóm của các anh chị sẽ gửi nha Sẽ gửi cho các anh chị Anh chị nào mà các anh chị nhận quà tặng ebook Cũng như là nhận tấm xét nhiệm màu Thì nhắn tin trưởng nhóm của mình để nhận Ok ha rồi cảm ơn bài tổ chức rất là nhiều ạ Các anh chị in ra và mỗi ngày á Các anh chị ít nhất là hai lần Ít nhất là hai lần Các anh chị mang theo một cái tấm xét bỏ vào trong ví của mình luôn <laughs> nha Bỏ vào trong ví của mình luôn Và ít nhất là hai lần Các anh chị nhìn vào tấm xếp nhiệm màu này và các anh chị hình dung tưởng tượng rằng là mình đã sở hữu số tiền này rồi, rồi. Và bây giờ các anh chị sẽ dùng cái số tiền này để các anh chị vào cái việc gì? Mình tưởng tượng tới cái khúc là mình đã có tiền rồi, bây giờ mình dùng tiền này để mình sợ làm cái việc gì luôn. Cái điều này sẽ khiến cho các anh chị cảm xúc của mình sẽ mạnh mẽ hơn. Hai các anh chị ha. Và mỗi ngày ít nhất là hai lần, các anh chị cứ nhìn vào tấm sách nhiệm màu và các anh chị nghĩ về mình đã có số tiền này rồi, mình đang làm một việc gì. Thì tiềm thức của bộ não của anh chị nó sẽ biết rằng là chủ nhân của tôi đang tập trung vào tiền bạc nên là bộ não của các anh chị dù ai làm gì dù đi đâu mà nó vẫn sẽ luôn luôn tìm kiếm cơ hội để các anh chị thu hút tiền về đây là một ý kiếp cực kỳ hay trong não bộ của mình mà các anh chị cần phải biết là đây là cái khoa học chứng minh đàng hoàng nữa nha các anh chị nha khoa học chứng minh nó bộ não của mình nó nó hay cực kỳ luôn bộ não các anh chị có bao nhiêu số các anh chị rằng là nếu mà các anh chị gặp một cái người bạn của mình họ đeo khẩu trang nè các anh chị chỉ cần đi ngang qua nhìn qua ánh mắt của, chị, của họ thôi các anh chị biết họ like à các anh chị biết điều này không ạ à? nhìn quen quen nhìn ánh mắt thôi nha mặc dù là họ che kính mít hết nha các anh chị nhưng mà nhìn qua ánh mắt một cái thôi là ô người quen <laughs> bộ não hay lắm nói chung là những cái ngày sau mình sẽ chia sẻ cho các anh chị tiếp ha à, cái, cái khai phá được cái não bộ của mình để các anh chị tận dụng hút giữ giúp cho các anh chị có thể là thu hút à, mục tiêu của mình một cách nhanh chóng à, hôm nay chúng ta đã đi qua ba bước rồi ha à, và ngày mai ngày mai thì mình sẽ tiếp tục chia sẻ các anh chị ba bước còn lại trong cái việc thu hút tiền bạc và trong cái buổi tối ngày hôm nay các anh chị đó là khi mà mình muốn thu hút tiền bạc thì mình cũng phải có một cái kế hoạch đúng không? làm gì để mà thu hút tiền bạc chứ à, thì trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ vào cái phần à, thứ hai các anh chị trong cái buổi à, trong cái buổi tối ngày hôm nay nha các anh chị nha đó là các anh chị sẽ gặp được cái người thầy của diễm à, người thầy của câu lạc bộ người thầy đã giúp cho diễm có được cuộc sống thành công giàu có khỏe mạnh và hạnh phúc à, như ngày hôm nay và cũng đã giúp cho hàng chục nghìn người thay đổi cuộc sống tối ngày hôm nay sẽ hướng dẫn cho các anh chị vậy thì À, để mà giúp cho các anh chị đạt được tất cả mục tiêu trong năm 2024 thì trong năm 2024 này các anh chị cần phải làm những cái gì lên một cái kế hoạch cụ thể như thế nào cần phải hành động ra làm sao để giúp cho các anh chị đạt chính xác mục tiêu mà các anh chị đặt ra à, ok không ạ ha à, nên bây giờ thì chúng ta sẽ vào cái phần thứ hai trong buổi tối ngày hôm nay à, các anh chị ha à, bây giờ thì chúng ta sẽ có tầm khoảng là từ 1 đến 2 phút nha các anh chị có thể là đi lấy nước các anh chị có thể là bắt đầu mình có thể là thư giãn tầm 1 đến 2 phút và chúng ta sẽ cùng nhau chào đón người thầy câu lạc bộ trong buổi tối ngày hôm nay đúng không ạ đó là doanh nhân trịnh quốc huy ok các chị ha rồi bây giờ thì chúng ta sẽ có một hai phút để các anh chị có thể là đi lấy nước nha cảm ơn các anh chị